ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 3, khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và các thành viên trong Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, năm 2022, hội tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6. Các cấp hội có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm được nghị quyết Đại hội 6 xác định với tinh thần tâm huyết và trách nhiệm, tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, vượt khó khăn cầu thị học tập, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ trong việc chỉ đạo và hoạt động, công tác, hội khuyến học đã đạt được các kết quả cụ thể. Để khắc phục khó khăn, Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học các cấp đã quyết tâm cùng cả nước tập trung thời gian để triển khai tương đối toàn diện, thực hiện các nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 6 đề ra như triển khai chương trình 387 và chương trình 677 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch hội khẳng định các cấp hội từ trung ương đến cơ sở cần phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để triển khai phong trào thi đua học tập thường xuyên trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thi đua khen thưởng có nhiều điểm nổi bật, động viên kịp thời được nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, cổ vũ phong trào thi đua, xây dựng xã hội học tập có sức lan tỏa trong xã hội. Trong công tác tuyên truyền, hội đã đạt được những kết quả tốt về công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp, tuy gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng vẫn được duy trì và phát triển. Bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển quỹ khuyến học. Về công tác kiểm tra năm 2022, Hội Khuyến học các tỉnh thành đã rất quan tâm đến công tác phát triển hội và hội viên. Về công tác tham mưu tư vấn cho cấp ủy, chính quyền các tỉnh thành đều có kế hoạch triển khai kịp thời, cụ thể. Đồng thời, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2023, với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, vượt khó khăn, cầu thị không chỉ trong học tập, mà Hội Khuyến học các cấp còn cần phải chú ý tới công tác tổ chức chỉ đạo và hoạt động thống nhất đồng bộ phối hợp với nhau để công tác khuyến học đạt kết quả toàn diện. Tại hội nghị, các đại biểu Hội Khuyến học các cấp cũng đã phát biểu, tham luận các ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết năm 2022. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như khẳng định tầm quan trọng của người đứng đầu, các vấn đề về công tác tổ chức, thông tin tuyên truyền, các công tác thi đua gắn với nông thôn mới, hướng tới tương lai toàn dân xây dựng văn hóa học tập thi đua. Để có được kết quả như hiện nay, Hội Khuyến học Việt Nam luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đồng thời là sự chỉ đạo của chính quyền các cấp. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đã làm công tác khuyến học từ trung ương đến cơ sở đều nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, có tinh thần vượt khó vươn lên, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm 2023, Hội Khuyến học các cấp cần tập trung triển khai toàn diện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội 6, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tập trung củng cố tổ chức hội, tham mưu các cấp triển khai tốt cơ chế, chính sách, hoạt động của hội. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan đã thay mặt cho Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tri ân 7 lãnh đạo Hội Khuyến học địa phương đã thôi tham gia Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam. Đây là các cán bộ tâm huyết, nhiệt tình vì hoạt động khuyến học trong nhân dân, hết mình vì sự nghiệp chồng người. Các đồng chí đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm đáng quý cho thế hệ tiếp nối.